Cháu xin mới chào quý ông bà. Hai. Ai từ 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 ai 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 từ 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 vòng này có vẻ khó hơn. Thì vẫn giữ rất là bình tĩnh các bác nhé. Ai khuôn mặt phải luôn bình tĩnh nhá. Đó. Nhìn ngồi sau em xử thì cũng hơi run đấy các bác. Cháu được xin mến chào các bác, các cô, các chú, các anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng tất cả quý các bác đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả các bác là thật nhiều niềm vui và thành công cho cuộc sống các bác nhé. Như hôm nay lại cháu Lực lại tiếp tục là đồng hành với em Sử các bác. Hôm nay thì cháu Lực sẽ đưa em Sử đi tập xe trước các bác. Để vài hôm thì em Sử sẽ có một tin vui khá là lớn đến với em Sử. Cháu Sử xin mến chào quý ông bà. Hay rồi, hôm nay em biết là anh đưa em ra đây để làm gì không? Anh đưa em lại tập xe. Để tập xe không phải lái xe nhá. Đấy, hôm nay thì anh sẽ đưa em đi tập xe. Để vài hôm nữa thì em đã biết tin gì chưa? Có. Đấy, vừa nãy thì em cũng có được nói chuyện với cái bác mà đã mua xe cho em đúng không? Vâng. Đấy, thì một hai hôm nữa thì anh với lại anh Trình là sẽ cùng em đi mua cho em một cái chiếc xe để em đi lại cho nó tiện hơn, cho nó nhanh hơn nhá. Vâng. Đấy, để những cái lúc mà sau này em đưa đón em Hải này, những cái lúc mà em sau này ông bị ốm hay là bị như nào ấy còn đưa đến viện kịp thời đấy nhá. Vâng. Đấy. Thế như em đã biết đi xe rồi chưa? Chưa. Chưa biết đi xe ở đâu đi đúng không? Vâng. Thế thì hôm nay anh sẽ chỉ em để tập xe trước nhá. Vâng. Đấy, tập dần dần như em thì tầm 2-3 hôm là có thể là biết đi một tí rồi. Vâng. Đấy, tầm 1 tuần là em có thể là biết ra like được rồi nhá. Vâng. Đấy, một tí thì bây giờ thì mình cứ tập ở khoảng cái sân này đã. Xong thì một tí thì anh sẽ đưa em đi ra ngoài một tí nhá. Vâng. Đấy, tại vì cái đường thôn thì cũng khá là vắng các bác. Cho nên là cũng có thể là nếu mà một lúc em Sử bắt đầu đi quen ở cái vòng sân này rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục là cho em ấy đi ra ngoài đường một chút để cho em ấy lạ với đường hơn các bác. Đấy, bây giờ thì đây anh bảo nhá. Đấy, hôm nay thì đấy, đây là xe nhá. Vâng. Biết chưa, biết xe đúng không? Vâng. Đấy, còn như em đã biết cách nổ máy chìa khóa gì chưa? Biết rồi. Biết rồi đúng không? Vâng. Đấy, đây là bật chìa khóa lên. Đấy, bật chìa khóa lên và để ý xe nhá. Bây giờ nó đang số 2 thì em đừng có đè vội nhá. Vâng. Như em bây giờ mới tập thì đừng có đè vội. Em hãy đi vào số mo đấy nhá. Vâng. Đấy, em đi vào số mo đi. Đó, em đi vào số mo đó. Số mo rồi. Đấy, số mo rồi. Đấy, em ngồi lên. Đấy, bây giờ đội cái mũ bảo hiểm vào đi. Vâng. Đấy, đội một cái mũ bảo hiểm vào. Sau này mà nếu mà biết đi xe hay là đi ra ngoài rồi thì đi đâu thì cũng phải nhớ là đội cái mũ bảo hiểm rồi nhá. Vâng. Đấy, đội cái mũ bảo hiểm thì công an nó không bắt, đồng thời thì nó cũng bảo vệ mình luôn. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì bật số lên và đè đi. Đấy, đè thì bây giờ bấm vào số 1 từ từ nhá. Đấy, số 1 bấm vào đi. Rồi. Rồi em thử ga đi, ga nhẹ nhàng nhá. Nhẹ nhàng thôi. Rồi. Rồi nhẹ nhàng thôi. Đấy. Đấy, từ từ thôi, nhìn ga nhẹ nhẹ thôi, đừng có phanh gội nhá. Đấy. Nhẹ nhàng từ từ mà đi. Rồi. Rồi, bây giờ bẻ lái đi, cua một tí đi. Đấy, cua ra một tí đi. Đó, chỗ này có nước đi cẩn thận nhá. Đấy, bẻ ra bên này một tí. Đó. Đó, cứ từ từ nhẹ nhàng mà đi. Xong rồi đi quen một tí thì em vào số 2 đi. Vào số 2 được không? Đó, dừng lại đi số 2. Đấy, số 2 chưa? Đấy, ra chạy từ từ nhá. Đấy, cứ từ từ mà đi. Ôi, từ từ. Đấy, cua lại đi. Đó. Đó, cua nhẹ từ từ mà đi. Rồi. Rồi. Chân thì đây anh bảo nhá. Anh chỉ nhá. Cái chân thì một chân luôn phải để vào phanh một tí nhá. Đấy, không thì lúc mà nó đi em ga nhanh quá thì phanh không kịp đấy. Phanh trước thì nó bị xe đấy. Rồi. Thôi đi từ từ thôi, đừng vội. Em đừng vội lấy chân gác lên, gác vội, đừng vội, em cứ từ từ thôi. Rồi. Cứ từ từ thôi. Đấy, cứ từ từ đi. Ấy từ từ nha. Đó. Vẻ mặt rất là nghiêm túc các bác. Đấy, ga từ từ quay lại đó. Đó. Rồi. Có vẻ em Hải học có vẻ xử nhanh hơn đấy. Đấy, từ từ thôi.
ai từ 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 thôi từ từ thôi từ 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 và nhẹ nhàng thôi nhá, từ từ thôi. Rồi đi đi tiếp, đi tiếp, từ từ để anh bám đi cho ai, rồi anh em bám đi cho yên tâm một tí. Đấy. Rồi. Cứ đi số 2 thôi, cứ đi số 2 là vừa rồi. Đó, cô cua ra. Em Hải thì có vẻ như là cũng khá là nhanh nhẹn về cái đi xe các bác. Dần dần thì em đã cũng làm quen với xe rồi. Đấy, bây giờ thì em cứ dần dần làm quen với xe đi nhá. Đấy. Đấy, vòng vòng xa vào, vòng xa vào, vòng xa vào. Đó, em vòng xa vào. Đấy. Đó, từ từ thôi. Đấy. Bây giờ thì cho em Hải tập xem một lúc các bác. Cháu sẽ hướng dẫn cho em Hải tập xem một lúc. Em bây giờ thì chắc cháu được xin tắt cái máy quay để cho em sửa, em ấy tập xem một lúc. Cháu sẽ ở đằng sau và bám cho em đấy. Thôi từ từ thôi. Một lúc chỉ cho em sửa tập xe thì bây giờ cũng đã dần dần rồi ấy nhá. Cũng dần dần là biết đi xe rồi. Nghỉ ngơi một tí nữa thì một tí anh em mình lại bắt đầu tập tiếp. Cho em quen đi, xong rồi thì ngày mai thì lại anh lại lấy xe lên cho em tập tiếp. Đấy. Để hôm nào một mấy hôm nữa mình đi mua xe về rồi thì mình đã biết đi rồi chứ. Đấy. Không, mình không phải tập nữa ha. Mấy nữa mua xe mới về tập thì nếu mà nó bị ngã hay là bị đổ thì xót xe. Đấy. Đó, thì hôm nay thì anh lấy cái xe này để cho em tập trước. Hôm nay đi tập xe này có vui không? Có. Mặt phải tươi lên chứ, vẫn còn hơi không được vui cho lắm. Tập xe này nhá, trước khi đi đâu là phải đội cái mũ bảo hiểm cho bản thân mình nữa nhá. Vậy. Sau này em có bằng rồi, đủ giấy tờ rồi, đi ra ngoài thì vẫn phải đội cái mũ bảo hiểm đấy nhá. Đi đâu thì cũng phải đội mũ bảo hiểm. Vậy. Nó sẽ vừa là bảo vệ cho mình này, và vừa gọi là tham gia cái phương tiện giao thông nó đúng này nhá. Không. Vậy. Có bị công an bắt, không là nó sẽ bị, không là sau này sẽ mình sẽ bị nộp phạt đấy, mất tiền đấy. Em đã nhìn thấy công an giao thông bây giờ chưa? Chưa. Chưa đâu à? Đấy, mấy cái chú mà hay đi ra ngoài đường mà mặc áo vàng vàng đứng ở ngoài đường đấy. Đấy, chú đấy hay xem kiểm tra những giấy tờ của mình này, xem mình có đội mũ không, và xem mình có đủ tuổi không đấy. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng rất là vui được bác Tử Phong, bác có hỗ trợ cháu Lực rất là nhiều từ cái cách cháu Lực mà đi làm với. Với lại hôm nay thì bác có gửi cho cháu Lực thêm 100 đô. Để cháu Lực mua một cái bộ mic thì chắc chắn là hôm nay nói chuyện nó sẽ được rõ hơn rồi đúng không các bác? Hôm nay thì không có nếu mà hôm nay không có mic thì đi tập xe này thì toàn nghe tiếng xe là nhiều đấy chứ các bác, chứ không nghe cái cuộc nói chuyện máy. Cháu rất là cảm ơn bác Tử Phong đã gửi cái món quà này cho cháu, rất là ý nghĩa đối với cháu bác nhé, rất là cần thiết đối với cháu luôn bác ạ. Em có khát nước gì không? Không. Đấy, khát nước thì anh ra kia muốn nước một chút nữa. Thì là em sẽ ở đây tập nhá. Tập đợi anh nhá. Đấy. Bây giờ thì bật chìa khóa lên và nổ máy từ từ nhá. Biết những cái công tắc này là cái gì của nó chưa? Đây là cái còi, đấy. Còn cái kia là xi nhan, đây là đèn pha. Đấy. Đấy, bây giờ em lại tiếp tục là nổ máy và tiếp tục tập tiếp đi. Đấy, từ từ nhá. Rồi. Rồi. Đấy, từ từ thôi, từ từ thôi. Đấy, quay 1-2 vòng đi. Đó. Quay xa xa được chưa? Bây giờ quay xa được chưa? Đó. Rồi đây có một tí nước. Đấy, đấy, đấy. Dần dần rồi đấy. Đấy, dần dần biết đi rồi đấy anh ạ. Đấy, quay xe rộng vào. Đấy, đi từ từ thôi. Ga nhẹ nhẹ đấy nhá. Rồi. Được các chú thì bây giờ cũng chuẩn các bác được đi... đi cày các bác ạ, kia là cái bừa mà các bác tự làm. Ôi em nhỏ đi đâu ấy? Hả? Có biết chào không? Chào chú xem nào. Hả? Không biết chào à? Đi cùng ông đi cày đúng không? Phải không? Ôi rồi cẩn thận chứ. Cẩn thận vào nhá. Đấy. Mệt chưa? Có. Mệt à? Đấy, tập vào 1-2 vòng nữa để cho biết đi xe luôn nhá. Đấy, em cứ tập đi.
Thì đó. Hôm nay đi tập xe thì có vui không? Có. Có vui à? Vâng. Đấy, bây giờ thì vừa rồi thì cũng tập được đôi tiếng các bác. Bây giờ thì cho em xử ở đây một lúc, cháu được xảy ra bên kia mua nước, khát nước rồi đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì anh đi em mua nước tí nhá. Vâng. Em ở đây tập đi nhá. Vâng. Rồi. Cẩn thận nhá, nhớ là từ từ đấy nhá. Vâng. Rồi. Cái điểm trường này thì cho em xử vào đây tập xe thì khá là rộng rãi các bác ạ. Đấy, sắp đi được đấy, đi từ nhá. Rồi. Đấy, đi từ thôi. Ồ, sắp đi được hai chân rồi đấy, đây đây. Ồ, sắp được hai chân rồi đấy. Đấy, bây giờ tập là nhấc chân lên đi. Tập nhấc chân lên đi nhá. À, cái điểm trường này chỉ có đến lớp 3 được các bác. Đấy, nhấc hai chân lên. Nói, ôi, cẩn thận ơ. Cẩn thận ơ. Nhấc xe lên, vừa bị đổ à. Vâng. Thôi, cẩn thận một tí. Đấy, nhấc lên. Ôi, hình như nó bị đổ, hình như bị tràn xăng hay sao rồi. Phải không? Ừ, đúng rồi, bị tràn xăng rồi. Vâng. Cong hết cả chân giấm rồi này. Vâng. Đấy, đi vừa rồi thì nhấc cả hai chân lên à? Vâng. Đấy, đi. À, cứ từ từ mà đi thôi, nhấc từng một chân một thôi nhá. Vâng. Đấy, và nhớ thì cái tay ga ấy thì em ga nhẹ từ từ thôi nhá. Hay vừa rồi thì có bị đổ xe một tí nữa, cong cái chân giấm mà. Đấy. May mà không có bị làm sao các bác. À, sân này thì khá là rộng cho nên là em đi và ga rất là từ từ, thành ra là cũng chỉ là bị đổ xe từ từ thôi. Mày chóc mà biết đi xe rồi các bác. Rồi tập sẽ tập đi từ từ nhá. Vâng. Thôi anh ở đây anh quan sát một tí. Cũng quay vòng này được khá là lâu các bác, thành ra là em ấy có một chân để lên trên được. Vừa rồi thì em ấy có nhấc được hai chân rồi. Đấy. Bây giờ có nhấc được hai chân chưa? Nhấc được hai chân chưa? Chưa. Chưa à? Thế thì tập một lúc nữa đi, để một tí nữa thì nhấc lên đấy. Đấy, sắp được rồi. Đấy, cố lên. Em xử sang đến năm sau là cũng đủ tuổi để đi làm bằng các bác, vài tháng thôi là em được thể làm bằng. Thì cháu được sẽ đưa em đi làm bằng. Đấy, đấy, tốt. Đấy. Rồi, sắp được rồi nhỉ? Chắc thì để 1-2 hôm nữa thì mới dám ra ngoài đường rồi các bác ạ. Mới hôm đầu thì cho em làm quen với cái xe đó. Và cho em dạy em cách sang số để giấm phanh đó. Đấy, sắp được rồi. Bây giờ em quay ngược lại đi. Bây giờ em quay ngược lại vòng này đi. Đấy, bây giờ em quay ngược lại vòng này này. Đấy. Rồi ra bên này để quay lại để cho máy nước nó thuận tay được đấy. Đấy. Tập đi vuông, tập đi vòng này có vẻ khó hơn đấy. Cẩn thận nhá. Đấy, tập đi vòng này có vẻ khó hơn. Tại vì là nãy em cứ quay một vòng một thôi. Đấy, vòng này có vẻ khó hơn. Từ từ đó. Vòng này có vẻ khó hơn thì em phải cẩn thận nhá. Đấy, cua nó có vẻ khó hơn đấy. Ai ai từ ai 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 từ vòng này có vẻ khó hơn. Ai vòng này có vẻ khó hơn thì em đi từ từ thôi. Ai cua từ từ thôi vòng này.
Vừa rồi thì vài có vài cái pha mà nó bị đổ thì có sợ không? Có ạ. Sợ thì mình cứ đi từ thôi. Mình phải vượt qua được cái nỗi sợ đấy thì mới thắng được chính bản thân của mình. Đấy, em hiểu không? Đấy. Vừa rồi thì có chống được hai chân rồi đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì cứ bây giờ mình tập tầm 1-2 tiếng là mình cũng về rồi. Hôm nay thì ngày đầu thì mình tập hơi lâu một tí, nhưng mà ngày mai thì mình lại tập 1 tiếng, ngày kia mình tập 1 tiếng, bóng chốc là sẽ em biết đi rồi đấy nhá. Vâng. Đấy, một thời gian nữa có xe mới về thì nó em mà đi thì nó sẽ không bị sót nhiều quá. Vâng. Đi mà nó bị đổ thì sẽ không có bị sót nhiều quá. Hôm nay thì cháu được có đưa em Sử đi tập xe chứ các bác ạ. Tại vì là mấy hôm nữa thì em có một cái tin vui khá là vui cho em Sử với lại em Hải với lại người ông luôn, là có cho mình một cái chiếc xe mới để em có cái phương tiện mà đi lại như lúc mà đưa em Hải đi học này, như lúc mà người ông hay ốm đau gì này thì còn biết chạy còn đến bệnh viện kịp thời các bác ạ. Như vừa rồi thì có được nói chuyện với cái bác mà đã mua xe cho mình chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng. Rồi, em làm nào để không được phụ lòng các bác nhá. Vâng. Đấy, lúc nào cũng phải là như em đừng có mà như cái đợt mà đầu mà anh mới lên gặp hai anh em ấy, lúc nào mặt cũng buồn buồn đấy nhá. Vâng. Đấy, mặt cũng phải vui vui này thì nó mới đẹp trai được. Đấy, em phải cười lên thì nhìn cái khuôn mặt của em nó mới có sức sống được. Vâng. Em mà cứ mặt em mà cứ bị buồn thế này, lỡ đâu mà bạn bè em đi chơi với em ấy, nhìn vào cái khuôn mặt của em buồn quá người ta cũng không muốn chơi với em đâu. Vâng. Ở đây thì cũng được rất là nhiều các bác là nhìn thấy em cười là các bác cũng rất là vui rồi. Vâng. Đó. Bây giờ thì anh em chúng cháu uống nước một lúc và nghỉ ngơi một lúc thì bắt đầu là cho em Sử là sẽ là tập video tập xe tiếp các bác ạ. Sau một quãng thời gian nghỉ ngơi thì bây giờ em Sử lại tiếp tục là cái cuộc mà hành trình đi chinh phục được những cái con xe các bác nhá. Rồi, bây giờ em đi nhá. Vâng. Từ nãy đến giờ thì biết đi nhiều hơn nữa nhỉ. Vâng. Đấy, những lần mà nó bị đổ này có sợ lắm không? Có. Đấy. Khắc phục cái nỗi sợ của mình là được rồi. Cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Em đừng có run hay gì đấy. Đó, gần được rồi đấy. Đó, gần được rồi các bác. Gần được rồi quý các bác ạ. Có vẻ từ cái vòng này ra bên này thì em ấy còn hơi ngượng tí, nhưng mà cái vòng này thì hiện tại là em ấy đã giơ được hai chân lên rồi cô bác ạ. Trời thì còn đang vừa nắng vừa mưa luôn cô bác. Đó, thấy em Sử tập xe cái là có cô bác có anh chị ra đứng để xem luôn. Đấy, chóng được hai chân rồi đấy. Ngày đầu tập xe như thế là ổn rồi đấy. Đó, thế là ổn rồi. Đấy, cua đi. Hơi rộng rồi. Đấy, thật nhá. Chỗ này thì còn đường bê tông ấy, thành ra là em ấy tập thì cũng rất là nhanh các bác. Anh từ từ thôi nhá, từ từ thôi. Đi từ từ thôi, hơi nhanh đấy. Anh thấy hơi nhanh đấy, từ từ thôi. Hơi nhanh rồi. Đấy, đi. Anh kéo rồi. Rồi, đi từ nhá. Bình tĩnh rồi. Cái pha này là em run quá, em hiểu không? Em không xử lý kịp. Đấy, từ từ, đừng có chống chân vội, cứ từ từ đã. Cái thước phim này chỉ là dành riêng cho em Sử để tập xe đấy các bác. Ở đây là cái điểm trường các bác ạ. Và như vào phần thế này thì như vào phần thế này thì nó là cái một cái chỗ này gọi là một cái
chỗ này gọi là một cái đền nhỏ nhỏ các bác ạ. À, một cái người ta không biết là người ta cúng gì đấy các bác. À, được bà con ở thôn này là đến một năm là ra đây sẽ là cúng một lần. Ở đây thì được người ta làm những cái bậc cầu thang lên. Còn trên này thì được người ta để những cái chỗ, những cái bát, những cái chén rất là to, những cái que, những cái cây hương còn cháy cho hết, đó, vẫn còn đang ở trên này các bác. Quay ở chỗ này là người ta sẽ thờ. Vẫn ở đây là người ta sẽ thờ thờ một cái ông thổ địa nào đấy ở đây các bác ạ. Cái miếu này thì chỗ này thì cháu thấy cũng rất là thiêng các bác, được dân bản ở đây là một năm là mua lợn với lại mua gà thì ra đây cũng một lần các bác. Vào trong này thì cũng rất là ghê các bác, những cái bát cái chén thì cũng đã để lâu lắm rồi. Ui, để khá là nhiều hương các bác, ui một bó luôn các bác ạ. Trong cũng rất là ghê. Thôi thì chắc có được chỉ huy hình một cái đoạn cái này tí thôi các bác. Đâu rồi, đây thì có những cây mà cây như cây cột trụ các bác mà rất là lâu rồi. Cây này thì một thời gian thôi chắc chắn là sẽ đổ thôi, tại vì là cái phần ở dưới đấy nó cũng bị gọi là bị chết, bị mọt rồi các bác. Như cái cây này chỉ gọi là một nửa thân là còn sống, còn một nửa thân là nó đã bị chết rồi các bác. Những cái cây này thì không có được bà con ở đây chặt các bác ạ. Nếu mà chặt một cái cây này thì nó sẽ bị nhà mình sẽ nó sẽ bị một cái điều gì đấy không may là xảy ra với mình các bác. Chỉ trừ phi những cái lúc mà cơn gió nó to quá nó thổi những cành cây mà nó bị gáy xuống rồi thì mới được có được bà con là được bác trưởng thôn đấy các bác. Các cô bác là sẽ nhờ thầy cúng hay là cái sư thầy gì đấy ra đây cúng xong là mới lấy được những cái cành cây củi đấy ra các bác ạ. Tại vì những cái phần chỗ này thì nó rất là thiêng các bác. Chị sợ là mình lấy về rồi thì gia đình nào lấy về rồi sẽ gặp một cái vận gì không may đấy ở trong gia đình mình các bác. Cho nên là những cái phần này thì bà con cũng rất là mê tín các bác. Có những cái nhà thì người ta không có đè được xi măng lên tận nhà các bác. Người ta làm thành cái dánh mái tôn như này đây. Người ta xúc cắt với lại xúc đá để đổ vào đây, chạy thẳng đến cái xuống dưới luôn các bác. Có những cái ngôi nhà ở dưới kia thì cũng được lập bằng cái mái âm dương thì rất là lâu rồi. Nhưng mà cái mái kia thì nó gọi là mái xịn hơn của nhà em Cương các bác ạ. Cái mái này thì nó sẽ không có bị hỏng nhanh như kiểu mái của nhà em Cương các bác. Như em Cương thì cháu Lực cũng thấy rất là nể phục em Cương. Năm nay 16 tuổi thôi đã gọi là điều khiển được một cái máy cày một tạ để em ấy đi cày để mưu sinh, về nuôi về đưa tiền cho người bà mua mắm, mua muối, mua gạo. Còn như em Sử ấy thì nhà cũng không có mua được máy cày các bác, chỉ là những con trâu bây giờ còn đang đi nuôi người ta để sau này lấy được những cái đứa con nào đấy. Nếu mà không may thì những cái con trâu đấy chết thì muối nhà là phải là một nửa thì cũng rất là tội. Nếu mà may thì là những con trâu đấy đẻ con ra thì nhà em Sử sẽ được nguyên một con trâu con các bác. Còn như con trâu mẹ thì sẽ đưa đi cho giả nhà người ta, cái nhà mà đã cho mình cho con trâu để mình để gọi là để lấy giống với các bác, để lấy một con để lấy con của nó để về nuôi. Ấy vừa rồi thì cũng biết đi dần dần đấy nhỉ. Đấy, hôm nay thì anh em mình tập thế thôi nhỉ. Để ngày mai nữa thì anh sẽ lại lên trên đưa em đi tập xe nữa nhá. Như bây giờ biết phanh, biết số, biết ga đủ thứ chứ. Đấy. Gọi là biết giữ được thăng bằng chưa? Thăng bằng thì giữ được chưa? Chống cả hai chân là được rồi đúng không? Được. Bỏ cả hai chân lên trên cái chỗ mà phần giống này là được rồi đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ hay like anh đi một đoạn đi nhỉ? Đấy, like anh đi một đoạn để anh thử ngoài sau xe của Sử lần đầu tiên nữa nào. Đó, đây là một cái buổi tập đầu tiên mà rơi vào tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ các bác. Thì bây giờ cháu Lực mới dám bước vào bước lên cái con xe của em Sử em mới điều khiển các bác. Thì vẫn dưới thì rất là bình tĩnh các bác nhá. Đấy, con mặt phải luôn bình tĩnh nhá. Đó. Nhìn ngồi sau em Sử thì cũng hơi run đi các bác.
nhưng mà cái đoạn đường này thì cũng chẳng có được được nguy hiểm lắm, cho nên là cũng không một hai hôm ấy thì cháu được sẽ đưa em Sử là sẽ đi đi ra đường lớn để em ấy tập làm quen một tí các bác. Còn bây giờ thì cứ cho em ấy quen những cái cung đường, quen xe, quen số bác các bác. Đấy, bây giờ thì em cũng đã chóng được hai chân rồi các bác. Thì cái đoạn cua thì em có thể giả bỏ chân ra thôi. Đấy, mặt phải lúc nào cũng phải bình tĩnh nhá. Đấy. Đó. Em Sử thì tập xe cũng rất là nhanh các bác. 4 đến 5 tiếng rồi mà em đã bây giờ đã gọi là chóng được hai chân rồi đấy các bác. Bây giờ thì like cháu thì đứng cái đoạn cua thì em có thể là bỏ chân ra để đỡ các bác. Bây giờ đi tốc độ gọi là chưa đến 1 các bác, đi rất là từ từ thôi. Đó. Hôm nay thì anh em mình tập đến đây thôi nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì cũng gần gần tối rồi, 5 giờ rồi. Anh đưa em về đến nhà nữa. Thì anh về đến nhà anh chỉnh sửa cái video mà đăng tải lên thì cũng muộn rồi nhá. Còn như nhà của em Sử các bác thì là ở tít dưới chân đồi các bác ạ. Đấy, đây là cái chỗ mà gần nhà khu của cháu Lực. Còn nhà em Sử thì ở tít đấy, chỗ tay cháu đang chỉ các bác, tít ở kia. Bây giờ em ở đây em có nhìn thấy nhà của em không? Có ạ. Có à? Có nhìn thấy ngôi nhà luôn không? Thấy nhà chú được ạ. Thấy nhà chú rồi à? Cái nhà trắng trắng bên trên đúng không? Vâng. À, nhà trắng trắng kia là nhà chú rồi đúng không? Vâng. Rồi vẫn là ở dưới này lên thì vẫn nhìn thấy trên nhà của em Sử và em Hải các bác. À, mà đường đi thì mặc dù nhìn thì nó ở ngay trước mặt kia thôi, nhưng mà đường đi thì nó cũng lại hơi lại vòng khá là xa các bác. Vòng ra bên này xong lại vòng ra tít bên kia các bác ạ. Phải vòng gọi là một cái quả đồi đây thì là mới đi đến nhà của các em được các bác. Nhà của em Sử thì có một đoạn thì đi cũng hơi là khó khăn các bác. Nhưng mà không sao các bác, dù những cái chặng đường nào khó khăn thì cháu Lực vẫn cứ giữ vững cái đôi chân của mình mà đi tới những cái hoàn cảnh mà còn là khó khăn các bác. Được tất cả quý các bác là tin tưởng cháu Lực và trao những cái tấm lòng vàng của các bác gửi đến cháu Lực. Cháu Lực sẽ giúp các bác là đưa những cái phần quà của các bác gửi đến cho các em, trao tận cho các những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn các bác nhé. Rất là mong quý các bác xem được cái thước phim này sẽ cho cháu Lực một like và một chia sẻ và một lần đăng ký kênh các bác nhé. Một phần thì cũng để cháu Lực, một phần thì cũng để kênh ngày một phát triển hơn, và một phần thì cũng để cháu Lực có thêm cái kinh phí để còn đi lại, đi tới những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn các bác nhé. Đấy, hôm nay thì tập xe thế thì lần sau có còn sợ xịt cái xe nữa không? Không rồi đúng không? Đấy, hôm nay là cho em Hải va chạm với cái xe để cho em biết những cái chỗ nào ga và chỗ nào phanh và chỗ nào cần vào số các bác nhé. Tầm 1-2 hôm nữa thì anh với bạn Trình sẽ là đưa em đi xuống tận huyện nhé. Để mua cho em một cái xe làm phương tiện đi lại để cho em nhé. Nhưng mà biết đi như thế rồi đừng có mà đi xe mà gọi là đi chơi lung tung tung nhé. Đấy, thứ nhất là không có được bỏ nhà đi này. Đấy, và thứ hai nếu mà muốn đi đâu thì phải bảo với người ông nhá. Đấy, bảo với người ông, với em, với lại các anh thì các anh mới nói cho tất cả các bác ở trên này đang theo dõi em và đang quan tâm em thì các bác mới biết, các bác mới không có quan tâm nhá. Đấy, như hôm nọ em bỏ ra đi để em hôm nọ em bỏ đi không phải là bỏ đi mà hôm nọ em đi làm thuê được bạn em rủ đi, em không có nói ai công nào ấy, thành ra là ông ở nhà còn em có thấy ông là lúc mà em về thì ông ốm đi chưa? Đấy. Đấy, còn hôm nay thì anh em mình tập đến đây thôi. Đến ngày mai nữa thì anh bắt đầu là tiếp tục là đưa em đi tập tầm 1-2 tiếng để cho nó biết đi dần dần nhá. Thế hôm nay thì biết đi, hôm nay thì đã giữ được thăng bằng xe đúng không? Đấy, thế ngày mai ngày kia nữa thì là bắt đầu sẽ giữ được nhiều hơn. Đấy, còn bây giờ thì chắc cháu Lực sẽ xin kết thúc cái video này tại đây thôi các bác. Hẹn các bác ở một cái thước phim sau mà cháu Lực chia sẻ đến các bác nhé. Còn bây giờ thì cháu Lực xin mến chào tất cả các bác. Xin chào quý ông bà. Rồi.